Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán máy cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm tuổi cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn. Thì là sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con sản phẩm là LG V40 các bạn nhé. Đây ạ. Trên tay mình đây là sản phẩm là LG V40 thanh quy. Thì con này của nó thì là nó sẽ lại kém hơn con V50 một chút, thì là cái màn hình của nó thì cũng cực kỳ như nhau. Nhưng mà cấu hình con này thì là con LG V40 này thì là cái màn hình của nó cũng là tràn viền 2K. Và cái con này thì là chạy chip Snap là 845 các bạn nhé. Chip này coi như là gánh game hay chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời. Và con LG V40 của nhà mình thì là phiên bản của nó là RAM, con LG V40 của mình là phiên bản là RAM 6GB. Đấy. Con này của nhà mình là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Đấy, bộ nhớ trong 128GB. Thì là ngoại hình con LG V40 này, ngoại hình là máy còn 90% các bạn nhé. Con LG V40 này thì hôm nay mình lại vừa mới về con này xong. Ngoại hình bên mình thì là máy còn 90% Thì con LG V40 này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.700.000 các bạn nhé. Thì con này thì là màn hình sáng đẹp nhá. Đấy, màn hình con này là trong veo sáng đẹp các bạn nhá. Đấy. Con RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB này thì mình sẽ thanh lý các bạn giá là 2.700.000 nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG V40 thì bạn nhanh tay hàng sớm nhất cho mình. Một là qua Zalo fanpage. Nếu mà Zalo fanpage mình không trả lời kịp, các bạn thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên mình. Và giờ là việc bắt đầu từ bên mình là 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Và đây là địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn sẽ trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Ở xa thì mình có Shipco. Và hình thức coi như là chế độ và bảo hành bên mình thì là bên mình thì cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng. Và tất cả sản phẩm bên mình là có Shipco 3 miền nên các bạn cứ yên tâm các bạn nhé. Đấy, con LG V40 giá coi như là 2.700.000 các bạn nhé. Màn hình đẹp keng các bạn nhé. Con này thì là máy của Hàn Quốc các bạn nhé. Con LG V40 này là máy của Hàn Quốc các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì đến sản phẩm là Samsung S10 5G thì hôm nay nhà mình lại về được là rất nhiều màu các bạn nhé. Hôm nay nhà mình lại về đủ màu sản phẩm là Samsung S10 5G các bạn nhé. Đấy, con S10 5G thì hôm nay nhà mình về được màu đầu tiên của nhà mình này. Màu này đầu tiên của nhà mình là màu con này là màu đa sắc các bạn nhé. Màu thứ hai con này của nhà mình này. Màu thứ hai con này còn màu mình bên mình là màu xám đen các bạn nhé. Đấy. Và màu thứ ba bên mình là màu gold các bạn nhé. Đấy. S10 5G hàng siêu thị thanh lý các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về coi như là đủ màu để các bạn coi như lựa chọn nhé. Bọn hàng siêu thị thanh lý các bạn chỉ lau thôi là sẽ sạch coi như là cái bụi luôn các bạn nhé. Nhìn hàng này rất là đẹp luôn. Và mình sẽ review sơ cua qua về cấu hình chi tiết con sản phẩm là Samsung S10 5G này của bên mình các bạn nhé. Về con này thì là cấu hình của nó thì là màn hình của nó là tràn viền 6.7 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và RAM con này của nó như mình thì là phiên bản của nó là phiên bản thì gọi là con này thì là RAM, con này là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong con này là 256GB. Con này của nó là chip Exynos 9820 các bạn nhé. Chip này là gánh game hay là chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Camera con này chụp rất là đẹp các bạn nhé. Đây, màn hình của nó chụp full màn hình, nhìn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, camera con này là nhìn màn hình của nó là full màn hình, nhìn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, camera con này là chụp full màn hình, nhìn rất là đẹp các bạn nhé. Thì là con Samsung S10 5G hàng siêu thị thanh lý này. Thì là tất cả sản phẩm bên mình thì là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Bọn này bên mình thì là màn hình đẹp keng. Đấy, màn hình trong sáng đẹp keng các bạn nhé. Cấu hình thì cực kỳ tuyệt vời luôn, ngoại hình thì cực kỳ ok. Tại sản phẩm là Samsung S10 5G này thì là bên mình sẽ bán ra cực kỳ là nhiều các bạn nhé. Tầm thời điểm này mình phải bán rất là nhiều sản phẩm, cũng như là sản phẩm là Samsung S10 5G hàng siêu thị này các bạn nhé. Rất nhiều bạn coi như là đã tin tưởng bên mình. Thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình được về được 3 màu. Và dung lượng pin con S10 5G này là pin 4500. Nói chung là pin này các bạn dùng một ngày là xả là cực kỳ là ok các bạn nhé. Đây là các kết quả hàng đầu. Và con Samsung S10 5G thì là hỗ trợ là cổng sạc Type-C và jack tai nghe 3.5. Jack tai nghe này các bạn cắm mic livestream hay là thu âm thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Thì là Samsung S10 5G hàng siêu thị thanh lý, máy đẹp leng keng này thì bên mình sẽ bán cho các bạn giá là 6.200.000 nhá. Đấy. Bạn nào thích màu xám đen thì các bạn có thể đặt màu xám đen, hợp phong thủy màu nào các bạn đặt màu đấy các bạn nhá. Bạn nào hợp màu gold thì các bạn có thể đặt màu gold các bạn nhá. Bạn nào mà hợp màu coi như là đa sắc các bạn có thể đặt màu đa sắc các bạn nhá. Đấy. Giá bên mình sẽ thanh lý bạn giá là chỉ với giá coi như là 6.200.000 cho bạn nhá. Đấy, 6.200.000 sản phẩm là Samsung Galaxy S10 5G các bạn nhá. Đấy, nhà mình chỉ đủ màu cho bạn nhá, hàng siêu thị thanh lý này. Máy cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất, giá với giá coi như là chỉ với giá coi như là 6.200.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S10 5G các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất. Và S10 5G thì hôm nay nhà mình có một con coi như là đặc biệt các bạn nhá.
con này của nó, con này của nhà mình thì là bản đặc biệt này. Đấy, con này của nhà mình là hàng siêu thị đặc bản đặc biệt các bạn nhé. Biết tại sao mình lại nói con này là hàng đặc biệt không các bạn nhé? Đây thì mình sẽ vào cho bạn coi như là giới thiệu cho các bạn, thì nó cũng giống như bọn này thôi. Nhưng mà con này thì nhà mình là phiên bản đặc biệt, thì là cấu hình cực kỳ là cao nhá. Con này của nhà mình là phiên bản của nó là RAM 8GB này. Đấy. S10 5G của nhà mình đến đây. S10 5G bản Hàn, thì tất cả bản Hàn của nhà mình ấy, tất cả máy của nhà mình hầu như đây là toàn bản Hàn tất cả nhá. Tất cả của mình đây hầu như là tất cả bản Hàn nhá. Samsung là hầu như là toàn máy Hàn thôi. Thì vì hàng Việt Nam nó ít lắm. Hàng Việt Nam thì nó hay kiểu bị thời điểm bên này Việt Nam mình nói chung là xài ít Samsung các bạn ạ. Thì là cấu hình con này thì là bản đặc biệt là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 512GB các bạn nhá. Đấy. Bản 512GB này các bạn lưu trữ thì khỏi chê luôn, các bạn về quay phim hay làm vlog thì cực kỳ tuyệt vời. Thao lưu trữ không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy các bạn nhé. Thì là con gì nhở, S10 5G hàng siêu thị thanh lý này. Con này thì ngoại hình cũng còn 90% các bạn nhé. Ngoại hình cực kỳ là đẹp các bạn nhé. Thì là con này thì được cái là phiên bản đặc biệt là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 512GB. Thì là bọn này thì là gì nhở, 256 thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu. Sorry các bạn, 256 phiên bản là RAM 8, bộ nhớ 256, mình sẽ thanh lý bạn giá là 6.200.000. Còn với phiên riêng với phiên bản con này là 512 thì bạn cộng cho mình giờ thêm 200.000 nữa bạn nhé. Bản là gì nhở, con như là S10 5G phiên bản là 512GB này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 6.400.000 đấy. Đắt hơn con phiên bản là gì nhở, 256 là 200.000 các bạn nhá. Đấy. Các bạn nào mà thích phiên bản cũng như là đặc biệt mà nhiều ghi này thì các bạn có thể là chọn con S10 5G phiên bản là 512GB này, 6.400.000 cho các bạn nhá. Đấy. Đấy. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì S10 5G thì nhà mình có một con giá rẻ các bạn nhá. Đây, con này thì là ngoại hình của nó thì là viền của nó thì là hơi phẩy một chút phần bên dưới này. Đấy, viền hơi phẩy chút một này. Mặt lưng của nó thì là kiểu là nhăm nhăm là dính các cái mùn của bụi ốp các bạn nhé. Thì con này là khách dùng ốp, đâm là dính các cái mùn nhăm nhăm bụi ốp các bạn nhé. Và màn hình con này thì đẹp keng các bạn nhé. Con S10 5G này thì là màn hình đẹp keng luôn. Đấy, màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Con này thì là phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.700.000 các bạn nhé. Con S10 5G này là mặt lưng bị dính kiểu mùn ốp phẩy phẩy này này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 5.700.000. Đấy, phiên bản là 512GB. 512GB này thì mình sẽ bán cho bạn giá 6.400.000. Và con này thì là phiên bản của nó là 256GB thì mình sẽ bán cho bạn giá là 6.200.000 các bạn nhá. Đấy, tùy các bạn thích phiên bản nào. Thì ở hôm nay đây thì nhà mình giới thiệu ít sơ cua qua về SIM Villa và mạng cả năm nhé. Đây ạ. Hôm nay nhà mình lại về được SIM Villa 5G vào mạng cả năm. SIM Villa 5G vào mạng cả năm này thì các bạn bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 300.000. Đấy, chỉ với giá coi như là 300.000 các bạn đã sở hữu sản phẩm là SIM Villa 5G vào mạng cả năm. Nhưng mà được cái hay ở cái SIM này thì các bạn 1 năm các bạn không phải nạp tiền nhá. Đấy, SIM Villa 5G vào mạng cả năm, các bạn 1 năm các bạn không phải nạp tiền các bạn nhá. Thì là các bạn muốn đặt coi như là SIM Villa này. SIM Villa này các bạn muốn đặt SIM Villa các bạn có thể lên Shopee của mình nhá. Tí nữa mình sẽ để cái link coi như là cái cửa hàng Shopee của mình nhá. Đấy ạ. Tí nữa mình để cái link coi như là cửa hàng Shopee của mình. Ở trên cửa hàng Shopee này thì là cửa hàng Shopee này mình là rất nhiều coi như là trên cửa hàng Shopee này của mình rất nhiều coi như là để bạn đặt hàng đây ạ. Đây là SIM Villa này. SIM Villa 5G và mạng cả năm các bạn có thể lên Shopee mình. Nhiều khi các bạn có một cái SIM các bạn ngại gọi cho mình thì các bạn có thể lên Shopee của mình nhá. Lên Shopee của mình đây ạ. Các bạn lên Shopee của mình, các bạn đặt trực tiếp cho mình nhá. Đây các bạn lên Shopee của mình đây ạ. Shopee thì mình đủ nhá. Ốp dẻo trong suốt này của LG V50 này, ốp dẻo trong suốt của coi như là S10 5G. Mình có đủ cho các bạn nhá. Sạc nhanh đây, ở đây thì hôm nay đấy ạ. Ở đây thì là mình có sẽ là bán bộ sạc nhanh này. Ở đây thì mình sẽ có bán bộ sạc nhanh các bạn nhá. Đây ở đây thì mình sẽ có bán bộ sạc nhanh nhá. Đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về phụ kiện này. Phụ kiện ở trên Shopee mình cũng gồm có này. Đây là bộ sạc, đây là bộ sạc của LG này. Đấy. Đây là bộ sạc chính hãng 18W của LG. Các bạn sạc tất cả những dòng LG, ví dụ LG V50, V40, V60. Nói chung là sạc nhanh của LG thì các bạn có thể là sạc cho Samsung, Oppo, Xiaomi, iPhone cũng được các bạn nhé. Củ này thì là nhiều bạn tới thời điểm hiện tại cái củ sạc nhanh 18W chính hãng của LG này thì bên mình đã bán tầm khoảng độ rơi vào tầm độ 400 củ rồi các bạn nhé. Đấy. Tới thời điểm hiện tại thì là cái củ sạc coi như là nhanh chính hãng 18W của coi như là gì nhỉ? Của LG này thì bên mình đã bán được tầm rơi vào tầm 400 củ rồi các bạn nhé. Đấy. Rất nhiều coi như là các bạn lên Shopee của mình để đặt để mua hàng các bạn nhá. Đấy. Thì là cả bộ nhá, ở mục mà cái Shopee này
thì mình sẽ chia ra làm 3 mục. Thì các bạn chọn mua dây không này, các bạn chọn mua củ không này, hoặc là các bạn có thể là chọn mua cả bộ nhá. Thì là cả bộ coi như là sạc nhanh chính hãng coi như là LG 18W này, thì mình sẽ bán cho các bạn với giá coi như là 99.000 nhá. Đấy. Đấy, chỉ với giá coi như là 99.000 các bạn đã xíu sản phẩm coi như là bộ sạc nhanh chính hãng của coi như LG với giá coi như là gì nhỉ? Với giá coi như là gì nhỉ? 99k nhá, các bạn về sạc cho Samsung, iPhone, LG, LG cũng được các bạn nhé. Đấy, nói chung là đủ các bạn coi như là mặt hàng lựa chọn. Đây các bạn có thể lên Shopee mình đặt đây. Và tiếp theo này, mình sẽ giới thiệu sơ qua qua. Đây là bộ sạc coi như là nhanh. Đây. Đây là bộ sạc nhanh coi như là sạc nhanh chính hãng của Samsung. Đấy. Dành cho chân coi như là Samsung Note 9S 10 5G. Sạc nhanh là sạc nhanh 2A nhé. Sạc nhanh 2A chính hãng của Samsung này. Đấy, sạc cho dòng gì nhỉ, coi như là Note 10, Note Mix các kiểu cũng được các bạn nhé. Nói chung là sạc tất coi như là sạc chân tiếp C này. Đấy. Bộ sạc nhanh tiếp C của coi như là chính hãng của Samsung. Thì là bộ sạc nhanh này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá cũng với giá coi như là 99.000 các bạn nhé. Các bạn có thể là chọn mua dây không, mua củ không và mua, nói chung là các bạn chọn mua cả bộ, mua củ, mua dây, mua lẻ cũng được nhá. Mình có bán lẻ trên Shopee của mình nhá. Thì đây và tiếp theo. Và tiếp theo đây là còn đây, tiếp theo đây là bộ sạc coi như là chính hãng của Samsung 25W nhá. Đấy, bộ sạc chính hãng của Samsung 25W. Thì là cái bộ này thì sẽ là có cái cổng nhỏ nhỏ này các bạn nhá. Cổng nó là cổng micro Type-C nhỏ nhỏ này các bạn nhá. Đấy, hai cổng nó sẽ như một. Bộ sạc coi như là đây là bộ gọi là bộ sạc siêu nhanh nhá. Thì là các bạn cắm vào cái máy của bạn S10 5G các bạn, hoặc là dòng những dòng đời máy cao hỗ trợ sạc nhanh ấy, thì nó sẽ là hiện chữ là sạc siêu nhanh. Nói chung là các bạn chỉ cần sạc tầm 30 phút thôi là các bạn có để đủ cũng như là pin các bạn dùng thoải mái cho bạn nhé. Đấy, chọn bộ sạc nhanh 25W chính hãng của Samsung này thì mình nhân dịp coi như là mở khai trương cửa hàng Shopee ấy, thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 150.000 đồng các bạn nhá. Đấy, chỉ với giá coi như là 150.000 đồng các bạn xíu sản phẩm là bộ sạc siêu nhanh chính hãng coi như là của 25W của Samsung. Đấy, thì các bạn link đặt hàng, tí nữa mình sẽ để link cửa hàng Shopee mình lên cái mục vô video đây. Thì các bạn có thể là vào video của mình này. Các bạn có thể là vào video của mình nhá. Đây ạ, các bạn có thể là vào video của mình này. Đấy, các bạn vào đây. Các bạn click vào đây. Đấy, ở đây ở phần dưới mô tả video này, các bạn phần mô tả video nhá. Mình để cái link coi như là Shopee bán phụ kiện của mình, các bạn click vào cửa hàng Shopee, các bạn click vào mở nhá. Đấy, xong các bạn vào đặt mua sản phẩm giúp mình nhá. Nhiều khi các bạn mỗi cái bộ sạc các bạn nhớ lại đây. Ở cái Shopee của mình rất nhiều các bạn coi như là sản phẩm các bạn lựa chọn này, dây sạc này, từ ốp này, củ sạc các kiểu đến pin Nokia các kiểu nhá. Pin Nokia 1280 coi như là đủ cho các bạn coi như lựa chọn luôn. Rất nhiều các bạn có thể lên Shopee của mình để đặt hàng giúp mình nhá. Đây. Đấy, Shopee mình đã đẩy rất nhiều mặt hàng củ sạc đây. Đấy, các bạn có thể là mua củ sạc nhanh này, bộ sạc Samsung này. Đấy, SIM Villa các bạn nhá. Các bạn mua có thể là mua đủ cho mình. Đây ở đây mình có là nói chung là có đặt hết rồi, các bạn có thể lên Shopee ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp theo là con này, con Galaxy Note 9. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là Galaxy Note 9 các bạn nhé. Con Galaxy Note 9 này thì hôm nay nhà mình về con này xong. Con này của nhà mình là phiên bản Hàn này. Đấy. Con này thì là vẫn còn nguyên ROM gốc của nó là một SIM một sóng các bạn nhé. Galaxy Note 9 phiên bản Hàn này, một SIM một sóng. Bạn nào mà cần hai SIM thì các bạn thêm 50.000 nữa thì mình sẽ lên sẵn hai SIM cho bạn. Thì là con này thì là phiên bản của nó là phiên bản của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy. Màn hình con này là tràn viền 6,4 inch, độ phân giải của nó QHD 2K cộng. Và con này thì là pin của nó, dung lượng pin của nó là pin 4000 các bạn nhé. Và con Galaxy Note 9 này thì ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Đấy. Galaxy Note 9 màu tím này. Đấy, ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Con này thì là cực kỳ là zin và chất là rất là đẹp các bạn nhé. Thì là con này thì là bên mình thì là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Thì là con sản phẩm nó coi như là con Samsung Note 9 phiên bản Hàn một SIM một sóng này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 5.400.000 các bạn nhé. Đấy, con máy màu tím này các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ hay là tặng người yêu, bạn gái hay là bồ nhí chẳng hạn, các bạn mua con Note 9 để tặng cực kỳ tuyệt vời. Dòng lốt có hỗ trợ dùng cái bút nhìn dùng cực kỳ sang và cực kỳ là chất các bạn nhé. Thì con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.400.000 cho bạn nhé, 5.400.000 các bạn nhé. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy mẫu iPhone. Thì là con iPhone đầu tiên này. Con iPhone đầu tiên thì con iPhone này là iPhone 6 thường này. iPhone 6 thường các bạn nhé. iPhone 6 thường thì con này thì là, đây thì mình sẽ xem các bạn bản gì nhá. iPhone 6 thường này, con này là bản VN trên A,
32GB các bạn nhé. Thì là con này thì là gì nhỉ? Bản VN này nó sẽ là không có bản lock các bạn nhé. Bản VN này là bản quốc tế nhé. Tình trạng pin con này thì là mình đã thay pin mới 100% cho bạn rồi, nên các bạn dùng yên tâm luôn. Và con này thì là gì nhỉ? Và con này thì là tình trạng của nó thì là con này là mất vân tay các bạn nhé. Con này thì là sẽ là mất vân tay các bạn nhé. Đây các bạn bấm vào đây là sẽ là không vân tay các bạn nhé. Mất vân tay. Thì là con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.3 triệu các bạn nhé. Con iPhone 6 thường phiên bản quốc tế VN trên A 32GB mất vân tay. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000. Các bạn mua về học online hay là máy phụ nghe gọi rất ok luôn. Đấy, cực kỳ chất các bạn nhé. Con này thì mình sẽ bao cho bạn cũng như là main zin, màn zin các bạn nhé. Về các bạn màn vỡ kính các bạn đi ép kính lại thoải mái các bạn nhé. Và tiếp theo thì hôm nay nhà mình lại về tiếp tục con iPhone 8 các bạn nhé. Con iPhone 8 này thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Ngoại hình thì con này thì còn độ 90% các bạn nhé. Vỏ thì cũng có hơi cũ phải theo thời gian các bạn ạ. Tại vì iPhone 8 nó cũng là ra mắt cũng lâu rồi các bạn nhé. Và hôm nay thì là con này của nhà mình thì là mình sẽ xem cho các bạn nó coi như là bản gì. Con này của nhà mình là iPhone 8 này, phiên bản coi như là quốc tế nhá, LLA. Đấy, 64GB. Thì là con này thì là tình trạng pin con này. Tình trạng pin con này của nó là còn 80% các bạn nhé. Đấy, pin zin theo máy là còn 80% các bạn nhé. Con này thì mình hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong, mình đã kiểm tra rồi là coi như là không ai cờ lao hay cùng cờ lồng gì các bạn nhé. Con này thì cũng thế nhé. Không ai cờ lao hay là cờ lọt gì các bạn nhé. Bao gì xét hay là gì to loại thoải mái nhé. Đấy, toàn là không ai cờ lao, bao các bạn coi như là gì xét hay là gì to loại thoải mái các bạn nhé. Thì là con iPhone 8 này, con iPhone 8 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Con iPhone 8 nhỏ này thì mình cũng như là thanh lý cho bạn giá coi như là 3.500.000. Đấy, các bạn cân nhắc mua con iPhone 8 này dùng cực kỳ là sướng nhá. Tại vì con này nó bé hạt tiêu luôn. Dùng cực kỳ là sướng luôn. Nói chung là đồ công nghệ của Apple nó dùng cực kỳ chất nhá. 3.500.000 cho bạn sản phẩm là iPhone 8 các bạn nhá. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con iPhone 6S các bạn nhá. Con iPhone 6S này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Thì con này thì là mình cũng đã thay pin mới 100% cho bạn rồi. Đây ạ. Đây ạ. Đấy. Con này thì là mình đã thay pin mới 100% rồi các bạn nhá. Phiên bản iPhone 6S LLA quốc tế 32GB nhá. Đấy, con này của nhà mình là iPhone 6S này, LLA quốc tế 32GB các bạn nhá. Thì là con này thì là gì nhỉ? Vân chân vân tay thì đầy đủ nhá. Vân chân vân tay đủ. iPhone 8 này cũng thế các bạn nhá. iPhone 8 này là cũng vân chân vân tay đủ các bạn nhá. Đấy, vân chân vân tay đầy đủ nhá. Con này mình sẽ bao cho các bạn cũng như là main zin, màn zin, màn vỡ kính về ép kính loại thoải mái các bạn nhá. 3.500.000. Các bạn có thể là cân nhắc con giá giữa giá con V50 ấy. Mỗi giá con iPhone 8 này thì các bạn nên mua cái iPhone 8 này nhá. Đấy, tại vì iPhone 8 này LG V50 thì các bạn trải nghiệm. Thì trải nghiệm thì là tầm độ 1-2 năm thì là cực kỳ là ok. Nhưng mà để dùng bền bỉ thì được như iPhone thì là con iPhone 8 này là vẫn hơn các bạn nhá. 3.500.000. Thì con này cũng là không iCloud, iCloud gì. Thì con này mình cũng bao cho bạn có như là main zin và màn zin, màn vỡ kính về các bạn ép thoải mái các bạn nhá. Chẳng may mà vỡ kính. Thì là con iPhone 6S 32GB này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.800.000. Vỏ thì có cũ phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đấy, vỏ con này cũng có cũ phẩy theo thời gian. Đấy. Đấy, 1.800.000 cho bạn nhé. Con iPhone 6S này, ba quốc tế 32GB, 1.800.000 cho các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Note 10 5G Plus các bạn nhé. Đây, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về được con này là con Galaxy Note 10 Plus 5G các bạn nhé. Đây, mình sẽ xem cho các bạn nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay này nhà mình lại về được con này. Để Galaxy Note 10 Plus 5G các bạn nhé. Thì con này của nhà mình đã phiên bản Hàn này, đã được lên 2 SIM 2 sóng cho các bạn nhé. Và cấu hình con này là RAM 12GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.8 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+ các bạn nhé. Thì là con này của nhà mình thì là màn hình đẹp keng luôn. Đấy, màn hình của nó là sáng đặc keng luôn các bạn nhé. Ngoại hình con này thì là máy còn 90% các bạn nhé. Cái dòng con Note 10 Plus 5G này thì là sẽ là gì nhỉ, có hỗ trợ, có hỗ trợ cái bút các bạn nhé. Đấy, các bạn dùng bút chụp ảnh hay là quay phim hay là nghe nhạc cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy, con này thì là chỉ là hỗ trợ coi như là cổng sạc của nó là cổng sạc Type-C thôi. Thì là cổng sạc này là cổng sạc siêu nhanh, các bạn mua theo thêm kèm thêm bộ sạc siêu nhanh này cực kỳ là ok các bạn nhé. Con này thì là gì nhỉ, con này thì mình sẽ vào coi như là cái xem cái phim coi như là 8K cho các bạn coi như là xem cái độ mức độ sướng như nào các bạn nhé. Đấy, mình sẽ vào coi như là gõ phim 8K này. Tí nữa mình, hôm qua thì là mình có một cái con gì nhỉ, Sony X1 mà màn hình 4K, đâm là mình không vào mạng được, mình không xem được cho các bạn. Nhưng mà thực ra con đấy nó thật với các bạn,
xem cái màn hình có như là 8K nó sướng lắm. Nó cực kỳ sướng luôn. Mình bán mất rồi. Tiếc là mình bán con đấy mất rồi các bạn. Đây, mình vào sim có như 4K 8K đấy. Đấy các bạn nhìn chưa? Màn hình Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Đây, mình sẽ zoom đây là sẽ là như này, các bạn nhìn nó hơi vướng mắt một tí nhá. Nhưng các bạn dòng zoom màn hình này. Các bạn nhìn này, từ màn hình cong các bạn nhìn rất là sướng luôn. Dòng Galaxy Note 10 Plus 5G này các bạn dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nhanh lắm, RAM 12GB bạn, lướt nó thật các bạn. Sướng luôn. Đấy. Đấy, sướng lắm. Mạng của mình hơi bị chậm này. Đâm nó hơi lâu thì RAM 12GB các bạn khỏi phải chê luôn. Dùng cực kỳ là sướng luôn các bạn nhé. Và sản phẩm là Note 10 5G Plus. Và sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 8.800.000 các bạn nhá. Con màu hôm nay nhà mình lại hôm qua thì ba con thì mình đã bán hết rồi. Hôm nay nhà mình lại về tiếp tục một con nữa các bạn nhá để phục vụ cho các bạn luôn. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá 8.800.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là Galaxy Note 10 Plus 5G phiên bản Hàn hai sim hai sóng này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. Giá coi như là chỉ với giá coi như là 8.800.000 các bạn nhá. Đấy. Mình sẽ lướt vào YouTube này, các bạn gõ vào tìm kiếm này, các bạn kích vào mic này. Đây, cho bạn kích vào đây nhá, các bạn nói mic cho bạn trong khi dùng ứng dụng này. Nhạc sàn. Đấy, nó sẽ ra là nhạc sàn luôn. Đấy, các bạn vào gõ đây loa cực kỳ là sướng các bạn ạ. Tốt. Đấy, các bạn nghe nhạc sướng ạ. Cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm là Galaxy Note 10 Plus 5G giá 8.800.000 là các bạn những cái hàng mình là sớm nhất nhá. Các bạn mua con này thì đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nói chung là con nào của nhà mình thì các bạn mua cũng đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Và bây giờ đây, quên mất thì là con cuối cùng của nhà mình. Thì sản phẩm là cái con cuối cùng nhà mình thì là con này, con iPad 5 các bạn nhá. Con này của nhà mình thì là phiên bản là hôm nay thì nhà mình còn đúng một chiếc này các bạn nhá. Còn đúng một chiếc iPad 5 phiên bản coi như là Wi-Fi 4G các bạn nhá. Đây, iPad 5 phiên bản là Wi-Fi 4G nó sẽ là có cái ổ SIM này các bạn nhá. Đấy, phiên bản 4G nó sẽ thêm một cái ổ SIM này các bạn nhá. Thì là theo lời khuyên của mình thì các bạn ở thời điểm này các bạn nên mua iPad ấy, để nào để về học online ấy. Thì là theo thời điểm của mình thì lời khuyên chân thành nhất của mình thì là thời điểm hiện tại ấy, thì các bạn có thể là nên đi mua sản phẩm là iPad 5 các bạn nhá. Tại vì biết tại sao? Tại vì cái iPad 5 ấy thì nó là cái phần mềm của nó là để nó là cập nhật những cái phần mềm mà mới nhất và cao nhất. Thì các bạn ví dụ khi các bạn mà vào tải ứng dụng App Store này, tại vì học online bây giờ nó sẽ là nhiều chương trình mới. Nếu nhà các bạn nào mà có em nhỏ ấy mà học online mà có chương trình mới ấy, thì các bạn nên mua sản phẩm là iPad 5 trở lên các bạn nhé. Tại vì iPad 2, 3, 4 nó chỉ hỗ trợ coi như là các bạn học Zoom thôi. Nhưng mà với iPad 5 ấy thì là bây giờ nó sẽ học coi như là nhiều cái chương trình coi như là lạ mới hơn. Nói chung là học nhiều chương trình coi như là đời mới lắm. Thì là nhiều khi là ứng dụng không tương thích. Thì là theo lời khuyên của mình, nếu các bạn mà học vừa thì các bạn là chọn iPad 2, 3, 4. Nhưng mà các bạn để mà học nhiều chương trình ấy thì các bạn nên chọn mình sản phẩm là iPad 5 các bạn nhé. Thì là con này của nhà mình là iPad 5 phiên bản là AIR. Là con này là phiên bản Mỹ này, 16GB các bạn nhé. Thì là con này thì là ngoại hình thì là máy con độ 90%, trên 90% các bạn nhé. Loa thì loa nghe kép và màn hình của này là 9,7 inch các bạn nhé. Loa con này thì là màn hình của nó là 9,7 inch. Pin con này của nó là pin gần 9000 các bạn nhé. Camera con này cực kỳ là to luôn. Các bạn mua về học online thì nó nhìn đã mắt luôn các bạn ạ. Đây ạ. Đây. Camera rất là to luôn, cả góc cái camera của nó rất là rộng nhé. Đây, mình bao quát coi như là cả cửa hàng khung cảnh mình đấy. Nếu mà nhà các bạn mà học online ấy, thì các bạn nên đi mua sản phẩm là iPad 5 trở lên. Nếu mà các bạn học online nhiều thì các bạn nên mua iPad 5 trở lên giúp mình các bạn nhé. Đấy là lời khuyên của mình là một người bán hàng coi như là iPad các bạn nhé. Thì là sản phẩm là iPad 5 phiên bản là Wi-Fi 4G 16GB này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.800.000 các bạn nhé. Đấy, chỉ có như là 3.800.000 các bạn là giữ sản phẩm iPad 5 phiên bản là Wi-Fi 4G. Nếu nhà các bạn mà không có Wi-Fi các bạn có thể là lắp sim 4G nhá. Lắp sim 4G để vào mạng, còn các bạn nào mà có 4G rồi ấy thì các bạn cứ để không ổ này, các bạn không lắp sim cũng được, các bạn dùng Wi-Fi giúp mình các bạn nhé. Tại vì các bạn ví dụ các bạn sau này các bạn chán các bạn có thể là bán lại cho shop mình cũng được các bạn nhá. Nếu các bạn sau này mà mua ấy mua con này mà ví dụ mà các bạn mua con này mà các bạn muốn không muốn dùng nữa các bạn có thể bán lại cho shop mình cũng được các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về ít mẫu sản phẩm là cũ giá rẻ thì mình sẽ review cho bạn. Thì các bạn ưng sản phẩm nào mình các bạn nhấc máy lên hãy trực tiếp mình hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm hạnh phúc. Và xin chào lại clip lần sau các bạn nhé.